Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở Quảng Trị đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ có ngày lên đến 38 độ C, rất dễ xảy ra tình trạng cháy nổ, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của con người và thiệt hại rất lớn về tài sản. Trong lúc đó, nhận thức của mọi người dân vẫn còn hạn chế, tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Trước thực trạng đó, thực hiện công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành đang tích cực triển khai các giải pháp để hạn chế thấp nhất số vụ cháy nổ xảy ra. Chuyên mục mỗi tuần một chuyến hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Tỉnh Quảng Trị có đặc điểm khí hậu rất khắc nghiệt, nhất là vào mùa khô, từ tháng 3 đến tháng 8 thường có những đợt nắng nóng kéo dài, cộng với gió Tây Nam thổi mạnh nên nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ rất lớn. Do đó, hàng năm, các ngành chức năng phối hợp với các địa phương không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà còn thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác phòng cháy chữa cháy ở các trung tâm thương mại, các chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan và doanh nghiệp. Ở một số nơi, khi đoàn kiểm tra phát hiện và chỉ rõ những hạn chế thiếu sót đã cam kết khắc phục và đã có sự quan tâm đến công tác này. Điển hình như cơ sở kinh doanh karaoke Táo Đỏ nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Đông Hà đã đầu tư thêm kinh phí, mua sắm trang thiết bị, tiến hành điều chỉnh khả năng vận hành của hệ thống chữa cháy, mở rộng hệ thống thoát hiểm ở các tầng lầu, đồng thời thường xuyên nhắc nhở nhân viên có ý thức phòng cháy tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do các ngành chức năng tổ chức. Cơ sở chúng tôi luôn luôn chấp hành quy định của bên phòng chống chữa cháy, luôn theo bên phòng chống chữa cháy là kiểm tra là phải chặt chẽ, mà mua các cái linh kiện vật dụng để bên phòng chữa cháy là tốt nhất. Và các hàng năm thì chúng tôi cũng có cho nhân viên của chúng tôi đi tập bên chỗ chữa cháy đều đặn và lúc nào cũng sẵn sàng để bảo vệ chữa cháy tốt nhất cho quán thôi, chúng tôi. Không chỉ kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và người dân về giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ động tổ chức các lớp tập huấn luyện, nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó đã trang bị những kiến thức về công tác quản lý nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và mọi người dân trong phòng chống cháy nổ. Đồng thời tổ chức thực hành nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, nguyên tắc và phương pháp xử lý khi có cháy xảy ra, kỹ năng thoát hiểm, các bước tiến hành sơ cứu người bị thương và cấp cứu người bị nạn. Tôi là đang có một cái cơ sở khám chữa bệnh, thì công tác phải coi công tác phòng cháy chữa cháy là rất quan trọng. Thứ nhất là đối với bệnh nhân đến khám với mình, thứ hai là nhân viên đang làm ở cơ sở của mình, và thứ ba nữa mình phải bảo vệ những cái máy móc thiết bị mà khi có vụ việc xảy ra. Thì chính vì vậy cho hôm nay tiếp thu được cái công tác phòng cháy chữa cháy qua cái đợt tập huấn này, thì chúng tôi về sẽ triển khai, thứ nhất là phải có kế hoạch, thứ hai là kiểm tra thường xuyên, thứ ba là đối phổ biến với tất cả nhân viên, và khi mà những có cái sự việc xảy ra thì mình có thể tiếp cận được những cái trang thiết bị đó để phục vụ cho công tác chữa cháy, để làm giảm tối thiểu những công tác cháy nổ xảy ra tại cơ sở. Là một đơn vị tập trung nhiều các mặt hàng dễ gây cháy và nổ. Vì vậy là hàng năm ở đơn vị chúng tôi là được quán triệt và tập huấn các lớp phòng chống cháy nổ. Ngoài ra là có hàng năm là đầu tư thêm kinh phí, mua sắm thêm các dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Nếu lỡ có cháy nổ xảy ra thì hạn chế mức thấp nhất. Có thể nói trong những năm qua, phần lớn các đơn vị địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên đầu tư kinh phí, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hệ thống chữa cháy.
hàng năm đều xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục cho cán bộ, nhân viên có ý thức phòng cháy, gửi đi tham dự các lớp tập huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng phòng chống cháy nổ. Vấn đề công tác phòng cháy và chữa cháy thì công ty chúng tôi rất là xem trọng về vấn đề này. Hiện tại chúng tôi đang thiết bị các cái bình xịt chữa cháy sắt tay và cũng hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty về cái công tác phòng cháy và chữa cháy để khi có một vấn đề hỏa hoạn xảy ra thì mọi người đều phải là biết cách để mà xử lý khi vấn đề hỏa hoạn xảy ra. Tuy nhiên, theo như thống kê của ngành chức năng, chỉ tính từ năm 2014 đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 213 vụ cháy, làm chết 3 người, bị thương 16 người, thiệt hại gần 48,3 tỷ đồng. Để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra, các cấp ngành đang tích cực triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, với chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị đã và đang bám sát cơ sở, bám sát địa bàn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Chúng tôi đã tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh, Trình ủy Ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để triển khai đến các cơ quan, ban ngành, các địa phương trong toàn tỉnh. Thứ hai, chúng tôi tổ chức tốt các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp trên cũng như thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đó là tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ, phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin rộng rãi đến các từng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn, thanh tra an toàn phòng cháy chữa cháy để phát hiện sơ hở, thiếu sót, tìm giải pháp khắc phục, chủ động phòng ngừa, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước vững chắc theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu 24 giờ trên 24 giờ trong ngày, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khi có sự cố xảy ra, xuất xe nhân, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ an toàn và hiệu quả. Để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công điện chỉ đạo tăng cường hiệu lực và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt người đứng đầu cơ quan tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng cháy chữa cháy. Mặt khác, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, mọi người dân luôn luôn có ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Khi có cháy nổ xảy ra, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, kịp thời xử lý với tinh thần nhanh nhất và hiệu quả nhất. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Mỗi tuần một chuyên kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.